Đi ơi. Trời ơi. Bi lần sau có làm gì được không? Ừ. Sao? Gì vậy Bi? Hả? Không chơi trên gì nào? Hả? Nào? Chơi trên gì nào? Ngồi đi, rớt màn hình của ba nữa. Ừ? Sao? Sao? Ăn gì đây? Hả? Hả? Sao vậy? Anh rớt màn hình của mình mà. Sao vậy? Ừ? Sao vậy? Ừ? À nào, anh ngả đấy, nào, bế nào, bế nào. Bế nào, bế nào. Ừ? Chân là sao? Chân là sao mà cầm chân đây nào? Xem nào, chân có bị làm sao đâu. Ừ? Chân làm sao nào? Ừ? Ừ? À, mà không tình cảm á, là biết rồi. Em thích cảm, dạ không thích cảm nhỉ. Thích được ôm nhỉ. Ừ. Làm đi, đi ngồi đây đi chơi đi. Đi ngồi đây chơi. Ngồi đây chơi, nhá. Thằng chơi. À. Ngồi đây, ngồi đây. Đó, đừng phải, ba đang bình luận khánh ra đó. Không, ba đang trả lời mọi người làm đi. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi đây, sao? Đi. Sao? Làm vậy làm gì vậy? Nó đánh á. Không đấy. Hả? Hả? Sao? Thế nào? Làm gì đấy nào? Ba bình luận nào? Ba bình ngồi đây. Đánh nhá. Đi là cái đánh máy đâu mà nghịch đấy. À. Ừ? Rồi, xong cho ba làm việc vậy. Ừ? Nào. Dâu ba cả rồi, còn đâu là mừng ấy dâu. Ừ? Chăm sóc à, chăm sóc sắc đẹp à. Cái gì? Sao? Ăn gì đây? Nghĩ gì đây? À, mới có gì đâu. Làm gì? Hả? À, có dâu không? Nào. Làm gì vậy đi? Đi. Nào. Hỏng hỏng phai của ai rồi. Làm gì à? Nào, làm gì đấy? Ừ? Làm gì đấy? Nào. Làm gì? Nào. Bị không có gì, để ba làm việc cho nó. Làm hỏng phai của ai, tắt máy của ba rồi. Ồ. Tắt phai rồi. À, mất phai đâu rồi nhỉ?
Thank you.
Bibi im lặng đấy nhở. Bi ơi. Thank you.
Bi ơi. Bi. Bi ơi. Bi. Bi ơi. Bi. Đi. Đi. Trời ơi. Làm gì đấy? Làm gì? Nào. Hả? À, phải giấy à? Ô trời. Làm gì đấy? Đi. Hả? À, làm gì thế này? Hả? À, nào. Trời ơi, giày này đâu ra đây? Rồi. Chết, hỏng giấy rồi. Nào. Nào, hỏng giấy rồi. Nào. Nào, bế nào. Nào, bế làm gì đấy? Bế. Bế làm gì đấy? Nào sang đây nào. Trời ơi. Trời ơi, hết quần giấy mất rồi. Đi thập. Rồi. Trời ơi. Sao này. Lần sau không được nghịch giấy nữa nghe chưa? Bi. Lần sau không nghịch giấy nghe chưa? Ừ? Sao nghịch giấy vậy? Ừ? Sao? Ừ? Lần sau đi không được phá cái này là nghe chưa? Ừ? Nghe chưa? Ai phá giấy này? Mình phải tiết kiệm giấy chứ. Trời ơi. À, hết một cuộn giấy luôn. Một cuộn hai cuộn này. Lấy giấy đâu ra đây? Hả? Sao? Bi giờ đứng đây nào. À, Bi đứng yên đấy. Bi lần sau có làm thế được không? Ừ? Sao? Có làm thế này được không? Nè. Sao? Sao? Thấy có lỗi đây đúng không? Ừ? Rồi đứng đây để ba dọn. Đứng xuống đấy. Đứng yên đấy. Anh đây lại để ba dọn nào. Đứng đây nào. À, lần sau có được phá thế này là nghe chưa? Nghe chưa? Ừ? Nghe chưa? Được chưa? Nghe lời chưa? Này, coi này, giấy này. Nhìn này, giấy này này, giấy này là tiết kiệm hay chưa? Ừ? Để tiết kiệm. À, hiểu chưa? Ừ. Ừ. Được chưa? Ừ. Lên trên không có đồ chơi, xuống chơi ba thôi nhá. Thấy chưa? Ba dẹp đi. Nhớ. Nào, đi ngồi đây chơi nào. Ngồi đây nhá. Ngồi đây nhá. Đây này, giấy này. À, đưa ông lại cho bác. Ờ. Ờ, rồi, rồi, rồi. Rồi. Thế là lần nào không phản được nhá. Ừ. Ừ. Lần nào không phản được nhá. Thì bác hút. Ờ, ờ. À, phản về này. Ừ. Lần sau đừng đừng phải này nhá. Biết lỗi chưa? Lỗi của mình chưa? Ừ.
nó sẽ hỏng bao nhiêu giấy. Rồi, được không? Được không? Rồi, 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 rồi